Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô thì Thầy bảo thật anh em, người đó không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã thì thà buộc cối đá lớn vào cổ đó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi dòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta thường hay nghe nói đến gọi là hội chứng Gato. Đó là cái tính ghen ăn tức ở. Gato gọi là ghen ăn tức ở. Đó là cái sự kiện rất là thông thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta xem đó như là một cái tính tự nhiên của con người chúng ta. Khi mà mình thấy người khác được cái điều gì hơn mình là mình ghen tức. Và ngay cả khi người ta được bằng mình thì mình cũng khó chịu và có khi lại tìm cách để mà hạ người ta xuống hay là làm cho người ta mất danh giá. Đó là cái tính tự nhiên của con người chúng ta. Và chúng ta cũng thấy cái điều đó ở trong bài đọc thứ nhất. Đó là kể về câu chuyện ông Mô-xê đã đặt tay để chia sẻ thần khí cho 72 kỳ mục Do Thái. Và 70 ông này đã tụ họp lại để nói ngụ tiên tri. Riêng có hai người thì không có đến tụ họp và vẫn ở trong cái trại của dân để rồi nói tiên tri. Và khi biết như vậy thì người ta báo cho ông Mô-xê biết và ông Giô-sê đã ngăn cản, đã nói với ông Mô-xê rằng hãy ngăn cản đừng cho họ nói tiên tri như thế vậy. Và ông Mô-xê thì nói rằng tại sao anh lại ghen giùm tôi? Tôi muốn là tất cả toàn dân đều có thể được thần khí của Chúa. Ông Mô-xê không có cái tính ghen tị và ông muốn rằng mọi người khác đều có thể được ân huệ, được cái điều tốt lành và làm cái điều tốt lành cho Chúa. Đó là cái điều tốt đẹp cho cái cộng đoàn của người Do Thái bây giờ. Và chúng ta cũng thấy trong bài tin mừng cũng thể hiện một cái cách tương tự như vậy. Đó là khi mà các môn đệ của Chúa Giêsu thấy có những người nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ và những người này không có thuộc về nhóm các môn đệ, cho nên là các môn đệ đã ngăn cản nó
họ và báo lại cho Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu bảo rằng đừng có ngăn cản họ, bởi vì khi mà không có ai lại nhân danh thầy để trừ quỷ mà sau đó lại nói xấu thầy, và như vậy thì tất cả những ai người ta không có chống đối mình thì đó là những người ủng hộ mình. Cái quan niệm của Chúa Giêsu không có giữ cái sự ganh tị, không có giữ cái sự đặc biệt riêng cho mình, cho nhóm các tông đồ, nhưng mà muốn rằng tất cả những ai làm điều tốt nhân danh Ngài để mà trừ quỷ thì đều là tốt cả, và đó là những người thuộc về Chúa, đó là những người làm vinh danh Chúa, cho nên cứ để cho họ thực hiện, dù họ thuộc những cái nhóm nào thì vẫn tôn trọng họ và đón nhận họ. Chúng ta được mời gọi để noi gương Chúa Giêsu, noi gương ông Môsê, đó là chúng ta biết đón nhận tất cả những người khác, đặc biệt là những cái điều tốt người ta làm, không có ghen tị. Trong đời sống của chúng ta thường hay ghen tị. Chúng ta thấy người khác có cái điều gì tốt thì chúng ta muốn được như họ, và chúng ta nhiều khi tìm cách để mình được vượt lên hay là dìm người ta xuống. Nhưng mà chúng ta thấy người ta có cái điều tốt thì chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta đón nhận được những cái điều tốt đó như người ta. Và đương nhiên là có thể và thường thì cũng ta xin, nhưng mà cũng không hẳn là chúng ta được cái điều đấy, thì cái đó là tùy theo ý Chúa. Còn nếu chúng ta ganh tị với họ và chống đối những cái gì mà họ đón nhận được mà Chúa ban cho họ, thì một cách gián tiếp cũng có nghĩa là chúng ta chống đối cái sự quan phòng, cái thánh ý của Thiên Chúa nơi họ. Do đó mà chúng ta được mời gọi hãy vượt qua cái tính tự nhiên ích kỷ, ghen ăn tức ở của chúng ta trong đời sống, để chúng ta có thể có được cái sự bình an và hoàn toàn khiêm nhường để sống theo thánh ý của Chúa. Chúa định đoạt cho mình cái điều gì thì mình đón nhận như vậy, và mình vui khi mà người ta có thể đạt được những cái điều tốt đẹp. Thánh Phaolô nói rằng hãy vui với người vui, hãy khóc với người khóc. Chúng ta thấy người ta được cái điều tốt thì chúng ta chia vui với người ta, và chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta đón nhận được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng chúng ta hoàn toàn sẵn sàng theo thánh ý của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúa ban cho chúng ta như thế nào thì cũng luôn luôn là cái điều tốt nhất cho chúng ta, để chúng ta có thể sống tốt đẹp ở đời này, làm những cái điều tốt ở trong đời sống của chúng ta. Và như vậy chúng ta có được cái niềm vui, có được cái hạnh phúc tạm thời ở đời này, và chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta cái hạnh phúc vĩnh cửu khi mà chúng ta sống bác ái, yêu thương với tất cả mọi người, khi mà chúng ta tôn trọng mọi người như là con cái Chúa. Và như vậy chúng ta sẽ tất cả sẽ được chung hưởng cái niềm hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trên trời. Amen.